Cậu bé này nhìn có vẻ ủ rũ, mỗi ngày đến lớp cậu đều đem theo một viên gạch. Hôm đó, có đoàn thanh tra về, giáo viên hỏi cậu bé đây là gì? Cậu nói đó là đồ chơi. Giáo viên lại hỏi, chơi như thế nào? Thế là cậu liền cầm viên gạch, tự đập vào mặt mình. Cậu bé tên là Vương Đại Vệ, chuyện xảy ra lúc cậu còn nhỏ. Cậu thích ăn nhất là cơm rang trứng, nhưng đón năm mới thì mới được ăn một lần. Hôm nay, anh trai cậu đi nhập ngũ, tổ tiên nhà cậu là đầu bếp trong cung. Người bố dùng bí quyết gia truyền tự tay làm cơm, tuy chỉ được vết nồi, nhưng Đại Vệ đã thấy vui lắm rồi. Cậu thề với bố, sau này cậu sẽ làm món cơm rang trứng ngon nhất trên đời. Đại Vệ có hai người bạn thân, Lý Hồng Binh và Tô Mặc Lệ. Ba người họ từ nhỏ đã quấn lấy nhau, cùng nhau vui đùa. Sau đây tôi sẽ kể về chuyện sau khi họ lớn lên. Bố Đại Vệ làm việc ở tiệm cơm Quốc Doanh, bởi vì sức khỏe yếu, mắc phải bệnh nặng nên phải nghỉ hưu sớm. Theo quy định lúc đó, Đại Vệ có thể thế chỗ bố mình. Ngày đầu đi làm, giám đốc hỏi cậu biết làm gì, cậu ấy nói biết làm cơm rang trứng. Thế là giám đốc bỏ cậu trổ tài. Sau đó cậu hấp tấp đi vào phòng bếp, một đống hành bị cắt hết lá, chỉ còn lại một chút rễ. 20 quả trứng thì vứt hết lòng trắng, chỉ giữ lòng đỏ. Giám đốc vừa nghe xong thì liền đổ mồ hôi hột, lãng phí thực phẩm cũng thôi đi, nhưng Đại Vệ lại suýt chút nữa thiêu rụi nhà bếp. Giám đốc không nhịn nổi nữa, liền đuổi Đại Vệ ngay hôm đó. Đến tối, lão Vương, bố Đại Vệ đưa cậu tới để biếu quà. Thực ra giám đốc là một người nhỏ nhen, ông ta muốn nhắm vào lão Vương. Lão Vương có tay nghề gia truyền của đầu bếp hoàng cung, nhưng nhiều năm qua ông chỉ được làm mấy việc vặt bởi vì giám đốc đố kỵ với ông ấy. Ông ta cố ý gây khó dễ để Đại Vệ ở lại cũng được, nhưng phải có điều kiện. Lão Vương chưa từng gọi ông ta một câu giám đốc, chỉ cần lão Vương mở miệng gọi một tiếng thì ông ta sẽ để Đại Vệ ở lại. Trong lúc khó khăn nên không thể không cúi đầu, lão Vương đã gọi theo yêu cầu của giám đốc, nhưng ông không hề nhìn thẳng vào ông ta. Không phải bởi vì hận, mà là bởi vì món ăn mà giám đốc làm thực sự không ra sao cả, làm ô nhục danh hiệu đầu bếp. Vài ngày sau, lão Vương đã qua đời. Trước lúc mất, ông bảo Đại Vệ làm món cơm rang trứng một lần nữa. Anh trai của Đại Vệ quay về rồi. Sau khi để lại một món tiền thì anh ấy quyết định ra biển làm ăn. Trong nhà chỉ còn Đại Vệ và mẹ. Nói về Mạc Lệ, cô ấy rất xinh đẹp. Từ nhỏ Đại Vệ và Hồng Binh đã thích cô ấy, nhưng cuối cùng Mạc Lệ vẫn lựa chọn Hồng Binh, bởi vì Hồng Binh thông minh, còn Đại Vệ thì là một tên ngốc có tiếng rồi. Sau đó họ trở thành một đôi, nhưng mà hôm đó Hồng Binh lại tránh mặt Mạc Lệ. Bọn họ đều lớn lên ở vùng quê nghèo, không có gì trong tay. Bây giờ làn sóng phát triển trong nước đang nổi lên cuồn cuộn. Hồng Binh cho rằng chỉ có tiền và quyền là hai thứ quan trọng nhất đời người. Anh ấy không muốn sống nghèo khó nữa. Còn Mạc Lệ chính là viên đá ngáng đường sự nghiệp của anh. Anh ta muốn chia tay Mạc Lệ, nhưng bây giờ Mạc Lệ đã có bầu. Hồng Binh không chịu trách nhiệm khiến cô ấy rất buồn. Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô dường như đã mất niềm tin vào cuộc sống, mặc kệ sẽ bị ông chủ chửi mắng. Đại Vệ vẫn làm cho Mạc Lệ một đĩa cơm rang trứng. Đây cũng là suất cơm rang trứng đầu tiên anh ấy làm, mà cũng chính nhờ đĩa cơm này đã tháo gỡ những vướng mắc trong lòng Mạc Lệ. Đại Vệ rất ngốc, anh ấy muốn chăm sóc Mạc Lệ cả đời, nhưng anh ấy vẫn chưa nói ra miệng. Cuối cùng Mạc Lệ lựa chọn rời khỏi nơi này để đi tìm kiếm cuộc sống của riêng mình. Vài năm sau, kinh tế trong nước phát triển rất tốt. Giám đốc bây giờ cũng đã mặc vest, đeo cà vạt rồi. Hôm đó nhà hàng mở tiệc, giám đốc vận động mọi người thầu nhà hàng thành tư nhân để được tự làm chủ. Mọi người lấy giấy bút ra tính toán, nhưng tính thế nào thì vụ làm ăn này cũng lỗ, không có ai đồng ý tham gia. Nhưng lúc này, Đại Vệ lại giơ tay lên, anh ấy đã ký hợp đồng, mẹ anh không còn cách nào cả, đành phải lấy bảo vật gia truyền đi bán để lấy tiền thầu nhà hàng. Suy nghĩ của Đại Vệ rất đơn giản, anh ấy chỉ muốn mở một cửa hàng, có thể tự do nấu nướng, làm những món gia truyền. Anh ấy không hề quan tâm tới việc làm ăn kiếm tiền. Đúng lúc này thì Hồng Binh xuất hiện, bây giờ anh ấy đã kết hôn rồi. Nghe nói Đại Vệ làm ông chủ nên biết tin là anh ấy quay về liền. Hai người bận tới bận lui một thời gian sau, nhà hàng đã thay đổi phong cách trang trí. Chỉ có điều, nhà hàng Phúc Thụy lâu này nhìn thì sang trọng hoa lệ, nhưng lại không có mống khách nào cả. Khai trương nửa tháng rồi mà vị khách đầu tiên và duy nhất lại là người đến đi WC nhờ. Nhưng mà người ngốc cũng có cái lợi riêng. Lúc Hồng Bình chuẩn bị rút khỏi vụ làm ăn này thì đột nhiên khách nườm nượp kéo tới. Thì ra, cách trang trí và đẳng cấp của nhà hàng thuộc hạng cao cấp, người bình thường sẽ không ghé vào đây. Nhưng mà đã vào đây rồi thì cũng không phải là người bình thường. Đây trở thành nơi bàn chuyện làm ăn của thương gia trong và ngoài nước. Cộng thêm tài nghệ gia truyền của Đại Vệ, việc kinh doanh của nhà hàng ngày càng phát đạt tới mức đếm tiền thôi cũng thấy buồn ngủ. Mỗi ngày, Đại Vệ ngoài việc đếm tiền thì đều ngồi ngây ra, cứ thế sống những ngày tháng tẻ nhạt. Nhưng đột nhiên Mạc Lệ quay về, bây giờ cô ấy đã có nhóm nhạc riêng, là một cô gái nhạc rock. Mục đích của cô về là để lôi kéo tài trợ mở concert. Cô muốn được nổi tiếng. Nhìn thấy Mạc Lệ, đương nhiên Đại Vệ rất vui mừng. Anh quyết định chi tiền để Mạc Lệ mở concert, nhưng Mạc Lệ đã từ chối. Thà cô phải tiếp rượu cho thương gia cũng không muốn gây rắc rối cho Đại Vệ. Tuy Mạc Lệ từ chối, nhưng lại có người vẫn âm thầm nhòm ngó tiền của Đại Vệ. Hồng Binh bắt nạt Đại Vệ ngốc nghếch, dụ dỗ anh ấy ký một đống giấy tờ. Hai tháng sau, rắc rối ập tới. Thì ra Hồng Binh đã thế chấp nhà hàng để đầu tư dự án. Kết quả bên dự án lại là đám lừa đảo ôm tiền chạy mất, chủ nợ đến xiết nợ. Bây giờ chỉ còn cách lấy nhà hàng để
để trừ nợ. Sao lại không còn gì cả chứ? Sau khi chuyện này qua đi, mẹ đại vệ đã tức đến chết. Anh trai ở bên ngoài hay tin, liền về nhà. Anh dắt theo đại vệ đến nhà hàng. Thì ra đầu tư, chủ nợ gì đó đều là Hồng Binh bịa ra. Hắn muốn độc chiếm nhà hàng của đại vệ. Hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng mà đại vệ đã ký bày ra trước mặt, anh trai đại vệ cũng không còn cách nào cả. Anh ấy rút ra một khẩu súng, chĩa vào đầu Hồng Binh. Hồng Binh vô cùng sợ hãi, nhưng anh ấy không hề nổ súng, mà lại quay ngược súng về phía mình. Anh ấy chết ngay trước mặt Hồng Binh. Anh ấy muốn dùng cách này để khiến Hồng Binh cả đời này phải sống trong sợ hãi và dai dứt. Nhiều năm sau, Hồng Binh bán nhà hàng đi, hắn ngày càng làm ăn phát đạt hơn, còn lọt bảng xếp hạng phú hào. Còn đại vệ thì quay lại Phúc Thụy Lâu, tìm được một công việc chạy vặt, mỗi tháng 900 tệ, bao ăn không bao ở. Còn cả Mặc Lệ, cô ấy được làm minh tinh như đúng ý nguyện, nhưng tin đồn xấu lại bủa vây quanh cô. Trong buổi họp báo, cô dùng tiếng Quảng Đông để trả lời phỏng vấn. Đối diện với những câu hỏi gây sức ép, cô ấy không chịu nổi nữa, quyết định rút khỏi showbiz. Ở một bên khác, tuy bề ngoài Hồng Binh hào nhoáng, nhưng thực ra hắn chỉ là một cái hộp rỗng, làm ăn liên tục thất bại, nợ nần chồng chất. Hôm đó, chủ nợ tìm đến giết nợ. Bây giờ Hồng Binh đã thân cô thế cô, không có ai chịu giúp hắn cả. Bị đám chủ nợ uy hiếp, bất đắc dĩ, hắn đành phải gọi điện cho đại vệ. Đại vệ vẫn niệm tình cũ, đem hết số tiền tiết kiệm để đi cứu Hồng Binh, nhưng túi tiền này lẻ chẳng lẫn lộn. Chủ nợ bị đại vệ làm cho tức giận, không ra làm sao cả. Cuối cùng chủ nợ chuyển nợ sang cho đại vệ, rồi mới chịu thả Hồng Binh đi. Sau này, bởi vì tên chủ nợ này là tổ chức bất hợp pháp nên đã bị pháp luật trừng trị, nợ cũng biến mất theo đó. Còn Hồng Binh, sau mỗi lần được đại vệ giúp đỡ thì hắn đều quay ra đâm sau lưng đại vệ. Nửa đêm, nhân lúc đại vệ ngủ say, hắn lén lút bật dậy đi ra ngoài. Không ngờ, hắn lại giữ một con đường lui cho mình. Tên trợ thủ đưa một túi tiền cho hắn, sau đó rời đi. Thì ra hắn vẫn coi đại vệ là đá lót đường. Lúc lái xe, Hồng Binh vô tình chạm vào chiếc màn thầu trong túi là đại vệ đã chuẩn bị cho hắn. Thực ra nhiều năm trôi qua, đại vệ đã trải qua nhiều sóng gió, đã không còn là một tên ngốc nữa. Anh ấy biết Hồng Binh đang lợi dụng mình, nhưng anh ấy lại niệm tình cũ, từ lâu đã coi Hồng Binh là em trai ruột. Con mẹ nó, sao anh lại ngốc như thế chứ? Ngày hôm sau, không biết vì lương tâm trỗi dậy hay là nội tâm cắn rứt, Hồng Binh đã nhờ luật sư dùng tiền để thầu Phúc Thụy Lâu trả lại cho đại vệ, sau đó liền biến mất. Nhưng dù thế nào thì cuối cùng đại vệ cũng được làm cơm rang trứng rồi. Không lâu sau, tay nghề của anh ấy liền nổi danh. Cơm rang trứng tuy nhìn có vẻ là một món tầm thường, nhưng cơm rang trứng đạt cảnh giới cao nhất chính là dùng nguyên liệu đơn giản nhất để làm ra mùi vị tuyệt diệu. Văn nhân Mặc Khách thời cổ đặt tên cho nó là Bồ Đề Ngọc Trai. Món cơm rang trứng của đại vệ chính là Bồ Đề Ngọc Trai thất truyền từ lâu. Ông lão này múc một muỗng đưa vào miệng, sau đó tháo kính ra, nước mắt rơi xuống. Ông chỉ nói một câu, cháu làm còn tốt hơn ông 30 năm. Mất 30 năm đại vệ mới học thành công món cơm rang trứng này. Anh cũng dùng 30 năm để cảm hóa Hồng Binh và đợi Mặc Lệ quay lại. Ai nấy đều nghĩ rằng đại vệ ngốc, thực ra anh ấy chỉ chậm hơn người khác một chút. Khi tất cả mọi người đều liều mạng chạy về phía trước, thì anh ấy lại dùng 30 năm để từ từ vượt qua tất cả mọi người. Anh nhớ kỹ lời dặn của bố, làm việc gì cũng phải chậm mà chắc. Chậm không phải là trì hoãn, cũng không phải lười biếng, mà là chắc chắn. Được rồi, câu chuyện hôm nay tới đây thôi, hẹn gặp vào số sau.